Rồi, anh chào các bạn đang quay trở lại với cái video tiếp theo của mình nha. Thì theo yêu cầu các bạn thì bắt đầu từ hôm nay mình sẽ làm cái bộ series chia sẻ các bạn về cái phần mềm OBS ha. Thì các bạn cũng biết là phần mềm OBS là một phần mềm chúng ta dùng để livestream rất là thông dụng luôn. Hiện tại bây giờ hầu như là các streamer người ta đều dùng OBS rất là nhiều. Và các bạn mà đang livestream trên Facebook hay YouTube các bạn sử dụng phần mềm rất là nhiều. Thì ngoài cái tính năng livestream ra thì OBS nó còn giúp cho các bạn có thể dùng để quay lại cái màn hình desktop các bạn nữa, rất là ok. Và phần mềm này là một phần mềm hoàn toàn miễn phí, các bạn không cần phải trả phí gì hết nha. Nó là một cái freeware đấy. Thì vừa được miễn phí mà các bạn lại sử dụng được nhiều tính năng như vậy thì rất là tuyệt vời. Thì hôm nay cái video đầu tiên mình sẽ chia sẻ các bạn về phần mềm này nha. Thì đây chính là cái giao diện chính của phần mềm OBS các bạn nha. Đây là cái bản mới nhất 22.0.2, mình đang chạy trên cái nền Windows 10 64 bit. Thì các bạn muốn biết là bản bao nhiêu thì các bạn vào cái phần help này, các bạn chọn cái thằng about thì nó sẽ hiện lên, nhưng mà thằng này nó không có, các bạn chọn check update đi, check update nha. Đây thì để chúng ta nâng cấp lên cái bản mới nhất đấy, nhưng mà ở đây của mình đang là cái bản mới nhất rồi cho nên nó báo là không có bản nào mới hết. Rồi chúng ta ấn ok. Rồi thì về cài phần mềm này thì mình nghĩ chắc có lẽ là các bạn đã biết cài hết rồi, nó rất là đơn giản thôi, chả có gì cả. Nếu các bạn chưa biết cài thì các bạn download phần mềm này về bằng cách vào Google và search OBS. Search OBS nó ra được cái trang chủ của OBS này. Đấy các bạn vào đây, Open Broadcaster. Đấy, đây là cái trang chủ của OBS. Thì OBS này nó sẽ hỗ trợ ba hệ điều hành, đó là Windows, Mac và Linux. Thì cái này á chúng ta đa số đều sử dụng Windows thì bạn download Windows ha, chọn cái phần download Windows này, download về. Rồi, thì sau khi mà download về xong á các bạn cài. Đối với cái phiên bản mà Windows 64 bit thì nó sẽ yêu cầu các bạn cài theo cái phần C thăng C cộng nha. Nó yêu cầu các bạn cài thêm cái C cộng vào nữa. Thì khi mà cài nó yêu cầu cài cái gì các bạn cài thêm nha. Cái này mình cũng đã có một cái video rất là chi tiết cái cách mà cài cái OBS này rồi, thì các bạn có thể xem lại. Thì không có nói nhiều về cái vấn đề mà cài đặt cũng như download cái phần mềm này nữa, mình chỉ nói về cái cách mà sử dụng thôi. Thì đây là cái giao diện chính của phần mềm OBS nha. Đây các bạn sẽ thấy đây. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ có những cái thanh menu như này, cái này mình khỏi nó nữa. Còn đây á, là cái màn hình chính của chúng ta, có nghĩa là chúng ta quay cái gì, chúng ta livestream cái gì thì tất cả nó đều hiển thị ở đây cho chúng ta. Rồi cái phần scene, scene có nghĩa là cái cảnh, có nghĩa là các bạn sẽ có thể là đưa được nhiều cái cảnh vào đây. Ví dụ như là chúng ta có nhiều cái máy quay đó, có nhiều cái máy quay thì các bạn sẽ có cái scene ở đây ha. Rồi cái suộc có nghĩa là chúng ta sẽ đưa vào những cái phần nào, ví dụ như ở đây này các bạn quay cái gì, quay màn hình hay là quay webcam hay là quay game gì đó thì nó là cái suộc, suộc có nghĩa là cái đầu vào. Còn mixer này là cái gì, mixer là chúng ta sẽ trộn lại ha, trộn lại. Và cái này nó sẽ nói về cái phần âm thanh, cái mixer là về cái bộ lọc âm thanh, có nghĩa là khi mà các bạn quay thì ví dụ như là ở cái máy quay nó có cái mic thì nó sẽ có cái phần mic của máy quay ở đây. Rồi các bạn có cái mic rời ha, cái mic thu âm rời thì nó cũng hiện đây luôn. Nói chung là cái phần mixer này là cái phần mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần âm thanh khi mà chúng ta quay hoặc chúng ta livestream. Rồi cái phần scene transition này, phần scene transition này nó chính là cái phần mà hiệu ứng để chuyển cảnh. Có nghĩa là khi mà các bạn quay nhiều cái suộc khác nhau, ví dụ các bạn quay từ webcam, quay màn hình desktop, rồi quay từ máy quay. Đấy. Thì khi mà các bạn chuyển từ cái chuột này qua chuột kia thì nó sẽ có cái hiệu ứng chuyển cảnh ha, cái transition có nghĩa là hiệu ứng chuyển cảnh. Thì ở đây cho chúng ta tổng cộng là hai hiệu ứng, là hiệu ứng cut và fade. Fade thì nó là giống như là nó mờ mờ dần dần rồi nó chuyển qua cái khác, còn cut là nó qua bụp một cái luôn đấy. Và cái hiệu ứng chuyển cảnh này nó có thời gian dài là 300 ms giây đó. Rồi ở bên này là control là điều khiển ha. Start streaming và start recording, hai cái này là nó giống như nhau. Start streaming là các bạn bắt đầu các bạn livestream, còn start recording là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta quay cái màn hình. Đó thì tính ra hai cái nút này nó tương tự như nhau. Nó chỉ khác nhau là một cái là nó đưa lên mạng, còn một cái là nó sẽ lưu ở trong máy chúng ta vậy thôi. Còn cái phần studio mode này, các bạn sẽ có được hai cửa sổ thế này. Hai cái màn hình thế này để chúng ta dễ dàng khi mà chúng ta chuyển cảnh này. Đó. Chúng ta ví dụ chúng ta chọn chuột này chuột kia đó thì nó sẽ ra được như thế này, chúng ta nhìn nó dễ dàng hơn thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có phần setting. Setting là cái cài đặt
chính của cái phần mềm OBS này. Thì mình sẽ nói sơ về cái phần setting này nhá. Khi mà các bạn cài cái thằng OBS này vào ấy, các bạn cài cái thằng OBS này vào thì các bạn sẽ phải chỉnh một số những thứ quan trọng như sau này. Khi mà các bạn livestream thì các bạn sẽ vào phần stream này. Đấy, các bạn sẽ vào phần stream này. Thì ở đây mình đã cài một số cái key để mình stream trên YouTube. Thì đa số cái phần mà URL này này thì kênh YouTube nào cũng như nhau cả thôi, cho nên mình để hiện đây rồi, các bạn muốn lấy thì lấy, mình chả sợ gì cả. Rồi, cái key này mới là quan trọng này, cái key này thì bí mật nha, bí mật. Khi nào bạn muốn xem thì bạn nhấn nút show, nó sẽ hiện lên cho bạn xem. Rồi, thì cái stream time này thì các bạn sẽ chọn đây, nó có nhiều cái loại stream lắm, nhưng mà chúng ta sẽ chọn là custom stream server. Thì cái này thường là mặc định là như vậy rồi, các bạn không cần thay đổi gì hết nha. Đó, ví dụ như các bạn stream trên YouTube thì các bạn sẽ vào YouTube để các bạn lấy cái mã key này, các bạn đưa vào nha, các bạn lấy cái key này các bạn đưa vào. Rồi các bạn stream ở trên Facebook thì các bạn lấy cái URL của Facebook các bạn đưa vào đây, password cũng đưa vào đây. Rồi, xong cái phần stream này. Tiếp theo là về output. Cái output này á, là nó sẽ quyết định đến cái độ phân giải khi mà chúng ta quay hoặc là chúng ta stream. Thì ở đây nó sẽ phân ra ha, nó sẽ phân ra là có phần stream này, recording, audio, replay, buffer. Thì ở phần output mode này này, mới đầu là chúng ta cài vào nó luôn luôn để simple thế này ha, nó luôn luôn để simple thế này. Thì cái simple này có nghĩa là các bạn stream hoặc là các bạn quay gì cũng vậy, nó sẽ đều mặc định của phần mềm nó đưa ra cho các bạn, và nó sẽ đưa ra giống như là chúng ta gọi là auto đấy, có nghĩa là giống như là khi các bạn coi video trên YouTube ấy, thì thay vì các bạn chọn cái độ phân giải thì nó sẽ để thường là auto, có nghĩa là nó đi tùy theo cái đường truyền tốc độ, nó đi theo cái đường tốc độ đường truyền của bạn ha. Nếu mà mạng mặn thì nó sẽ đưa độ phân giải cao, còn nếu mà yếu thì nó sẽ đi độ phân giải thấp. Đấy, thì ở đây ấy, nó sẽ rất là lằng nhằng, và chúng ta quay ấy, hoặc là chúng ta stream thì cái độ phân giải nó không được đẹp, nó không được theo ý chúng ta. Nếu các bạn muốn theo ý các bạn thì các bạn phải chọn ở đây, các bạn chọn Advanced ha, chọn Advanced. Thì đây là những thông số mình đã cài rồi nha, chứ còn lúc mới ban đầu thì nó không được như thế này đâu, mới đầu nó không được như thế này. Thì ở cái phần streaming này, đầu tiên cái phần encoder này bạn sẽ chọn cho mình cái phần là x264 nha, x264. Thì thằng x264 này nó là cái chuẩn nén chất lượng cao của cái chuẩn MP4 nha, chuẩn MP4. Thì cái chuẩn MP4 này các bạn có thể là chỉnh sửa video rất là dễ dàng, còn đối với những cái chuẩn khác thì nó hơi lằng nhằng. Thì ở đây mình cứ nói chung quy là chúng ta sử dụng là cái chuẩn x264 nha, encoder cái chuẩn x264. Rồi cái này thì giữ nguyên, nó đang check đây, giữ nguyên các bạn nhé. Rồi tiếp theo ở cái phần này này thì các bạn sẽ đánh dấu check vào cái phần là rescale output. Rescale output này á, thì tùy các bạn thôi, cái này thường là nó sẽ chọn theo cái độ phân giải của màn hình. Thì ở đây màn hình của mình đang độ phân giải là Full HD, nó có độ phân giải là 1920 nhân 1080. Thì ở đây mình sẽ chọn theo độ phân giải của màn hình luôn, và mình sẽ quay theo cái độ phân giải là 1920 nhân 1080, có nghĩa là Full HD. Thì để quay chế độ này á, thì các bạn cần phải có, ví dụ như các bạn quay có webcam á, thì webcam của bạn cũng phải đạt cái độ phân giải thế này thì các bạn quay nó mới đẹp được. Còn nếu mà thấp hơn thì các bạn nên chọn thấp hơn nha. Thì ở đây mình đang để chế độ quay là độ phân giải là Full HD 1920 nhân 1080. Còn ví dụ như màn hình các bạn mà độ phân giải thấp hơn thì các bạn có thể chọn thấp hơn nha. Đó, mặc định là cái này đang tắt như này này, đang tắt như thế này, các bạn phải chọn là rescale output chọn vào thì nó mới hiện lên để các bạn chọn đúng cái độ phân giải mà các bạn muốn quay nha. Rồi, tiếp theo thì cái phần ray control này thì lúc mới ban đầu là nó chọn là CBA ha, CBR ấy. Thì các bạn chọn cho mình là CRF, và cái CRF này các bạn để cho mình là từ 20 cho đến 23. Cái này nó sẽ quyết định đến cái độ đẹp của video, cũng như là khi mà các bạn stream hoặc các bạn quay á, nó sẽ nhanh hay nó chậm luôn. Nếu như mà bạn để cái số này á, cái số này này, bạn để nó càng thấp á, thì cái phim của bạn nó càng đẹp. À, phim nó càng đẹp, nhưng mà đổi lại á, nó sẽ ra cái dung lượng nó rất là lớn, dung lượng rất là lớn, dẫn đến trường hợp là khi mà bạn stream á, cái máy của bạn mà yếu hoặc là cái mạng của bạn mà yếu á, thì nó sẽ rất là giật lag. Thì cái thông số mà mình đã sử dụng từ trước giờ theo kinh nghiệm của mình á, thì chỉ để khoảng từ 20 cho đến 23 thôi là ngon lắm rồi, các bạn không nên thấp nữa nha. Đấy,
Còn nếu các bạn mà thuộc dạng khủng long bạo chúa thì các bạn có thể đưa xuống khoảng cỡ 18 cũng được, nhưng mà theo như mình thì 20 đến 23 là đẹp lắm rồi. Rồi, những cái này các bạn giữ nguyên. Tiếp theo qua cái phần recording này thì chúng ta sẽ quay lại màn hình và lưu trên máy tính để chúng ta sẽ có được cái file MP4 để các bạn edit video. Thì ở cái phần này á, các bạn sẽ chỉnh tương tự như bên streaming này thôi. Các bạn sẽ chọn cái phần mà recording này, các bạn sẽ chọn cho mình cái loại là file MP4. Tại vì cái chuẩn MP4 này á, là chúng ta nó giống như là cái loại file mà mì ăn liền, chúng ta quay xong chúng ta có thể edit được liền. Còn nếu mà các bạn mà để cái chuẩn mà ví dụ FLV này, nó là cái file flat á, thì các bạn phải lại phải convert ngược sang cái MP4, nó rất là mất công. Hoặc là nếu các bạn mà quay cái chuẩn MOV này á, thì chúng ta phải cài những cái code của MOV vào, rất là lằng nhằng. MKV cũng vậy. Nói chung là trong đây chỉ có cái chuẩn MP4 là dễ nhất và thông dụng nhất để bạn có thể là edit video được ngay ha. Chúng ta sử dụng theo cách là mì ăn liền. Rồi encoder này các bạn cũng chọn cho mình là chuẩn chuẩn X264 luôn nha, chuẩn X264. Rồi cái phần rescale output này là tùy các bạn. Ví dụ như các bạn muốn quay độ phân giải là Full HD hoặc là HD hoặc là những cái chuẩn thấp hơn, thì ở đây mình quay ở cái chuẩn là Full HD nha, để cho ra được cái phim đẹp nhất. Rồi cái phần này thì không chọn gì cả. Tiếp theo thì cái này các bạn cũng chọn là CAF và để này là 20. Đó, đơn giản thôi. Bên phần audio và replay buffer này các bạn giữ nguyên, khỏi cần chỉnh gì cả nha. Cái bên này không cần chỉnh gì đâu. Cái này nó chỉnh cái chất lượng âm thanh đấy mà ha. Audio bitrate này đang để 160. Đấy, các bạn có thể tăng lên là 192 hoặc là 320 cũng được. Thì âm thanh nó sẽ hay hơn, nhưng mà nó sẽ làm cho cái phim của bạn nó nặng hơn, và khi các bạn stream nó cũng lag hơn nữa nha. Đấy, thì ở đây người ta đang để mặc định là 160 là ok. Mình test rất là nhiều rồi, mình thấy nó vẫn ok, cho nên là thôi mình để mặc định luôn 160. Rồi tiếp theo, ở cái mục audio này các bạn khỏi cần chỉnh gì cả nha. Audio này nó cũng chỉnh cho các bạn là những cái chất lượng của âm thanh đó mà. Thì nếu như mà các bạn có cắm những cái mic rời vào ha, cắm những cái mic rời vào để các bạn stream hoặc là các bạn quay ấy, thì các bạn nên chỉnh ở mục audio này. Còn nếu không có thì thôi. Thì để stream, để chỉnh cái phần audio này đó, thì chúng ta sẽ có cái phần là mic ở đây này, mic ở đây. Thì các bạn có thể chọn cái mic của bạn. Ví dụ như ở đây mình có cái mic của cái webcam này, cái webcam của mình nó có tích hợp cái micro luôn. Rồi đây cái sao cạc rời của mình. Thì ví dụ như mình muốn xài cái sao cạc rời thì mình sẽ chọn cái phần mic này, mic đó, audio device, thì mình sẽ chọn cái phần là cái sao cạc của mình để mình cắm vào mình nói cho nó ok. Đó. Rồi, ví dụ như đây là mic 1, mic 2, mic 3. Đó, các bạn có ba cái mic các bạn cắm vào các bạn chỉnh thôi. Còn mấy cái này kệ đó, không có chỉnh gì hết nha. Rồi, tiếp theo phần video. Phần video này nó quyết định đến cái độ phân giải khi các bạn quay cái video cũng như là các bạn stream. Thì cái này á, các bạn chỉ cần là chọn cái phần này này, các bạn resolution này, cái bay resolution canvas. Cái bay resolution canvas này nó có nghĩa là cái độ phân giải ở trên cái khung nhìn đấy nha. Thì cái này tùy theo các bạn thôi, các bạn muốn quay độ phân giải nào các bạn chọn phân giải đó. Nếu như các bạn không thấy nó hiện ra những cái số này, các bạn có thể là gõ bằng tay cũng được. Ví dụ như ở đây mình đánh là 1280 nhân cho 720 đi, là phân giải là HD đúng không? Đó, nếu các bạn không thấy nó nằm trong đây giống như mình đây này, các bạn có thể đánh vào. Đó, ví dụ giờ mình đánh nè 1920 nhân 1080, đó là Full HD. Rồi, ở dưới này cũng vậy. Dưới này thì chúng ta sẽ chọn cho nó giống cái trên luôn nha. Các bạn có thể đánh vào được nha, gõ vào được. Rồi, cái này không quan tâm. Tiếp theo là cái phần mà FPS này. FPS thì phần mềm OBS nó sẽ hỗ trợ chúng ta quay hoặc là stream lên độ phân giải là 60 FPS ha, 60 khung hình trên giây. Thì ở đây lúc nào mình cũng quay 60 khung hình trên giây để cho cái phim nó có thể là mượt mà hơn. Còn các bạn muốn cái phim các bạn được nhẹ thì các bạn chỉ cần là quay 30 là cao thôi, 30 hoặc là 29.97. Còn nếu mà muốn ngon lành nữa thì chỉ cần quay 24 được rồi. Bởi vì các bạn thường các bạn thấy là một cái phim là nó sẽ là 24 khung hình trên một giây. Một giây của phim là nó có 24 khung hình. Đó là cái phim chuẩn luôn á, là 24 khung hình trên giây. Còn càng nhiều khung hình thì nó càng giúp cho phim chúng ta nó mượt mà hơn thôi mà thôi. Đó, còn nếu mà cái phim chuẩn lúc nào cũng là 24 khung hình trên giây hết nha. Rồi, mình để 60. Rồi cái phần hotkey này, hotkey là các bạn sẽ gán cho nó vào những cái phím nóng để khi mà các bạn quay
hoặc là các bạn stream á, các bạn chuyển cảnh hoặc là các bạn chuyển từ chuột này sang chuột kia thì các bạn không cần phải bấm ở trên màn hình, mà các bạn chỉ cần bấm phím nóng thôi. Thì cái này các bạn thích tạo thôi nha. Đấy, ví dụ như start stream này, bắt đầu stream thì mình ví dụ như mình ấn chữ S chẳng hạn đi. Đó thì khi mà mình muốn live stream ấy, mình chỉ cần ấn chữ S phát là nó sẽ bắt đầu live stream liền. Đấy, hoặc ví dụ như là stop thì mình ấn chữ T. Đó, ví dụ là như vậy. Rồi, còn nếu mà không thích thì clear đi. Đó vậy thôi. Rồi tiếp theo là cái advanced này. Advanced này là một số cái cài đặt liên quan hệ thống, thì cái này ấy, đa số là nó đều tự nhận theo cái hệ thống máy của chúng ta rồi. Các bạn khỏi cần chỉnh cũng được, chả sao cả. Ví dụ ở đây này, nó ưu tiên reset, ưu tiên sử dụng này. Thì ở đây nó đang để là mức normal. Còn các bạn mà muốn cho nó mạnh mẽ hơn thì các bạn có thể chỉnh là trên mức normal hoặc là cao. Đấy, normal là bình thường ha. Đấy, còn video này, video thì đang render theo chuẩn DirectX Direct 3D 11. Đó, cái này là mặc định luôn rồi. Còn không có chỉnh được cái gì hết nha. Đấy, những cái này là đa số đều là mặc định hết rồi, không có chỉnh được gì hết. Rồi. Rồi những cái mục này thì các bạn cứ giữ nguyên đi, không có ảnh hưởng gì hết nha. Đây là cái phần những cái phần mà delay này thì không quan tâm các bạn nhé. Rồi, sau khi mà chỉnh xong thì các bạn sẽ nhấn vào nút apply và ok để chấp nhận cài đặt. Rồi mình sẽ tắt cái phần Studio Mode đi. Đó, đó là tất cả những gì về cái phần mềm OBS trong cái phần đầu tiên này mình muốn chia sẻ các bạn. Thì cái video này mình sẽ tạm dừng tại đây nhé. Mình sẽ ra những video khác để nói về cái phần chỉnh lằng nhằng trên đây. Chứ không thôi cái video này dài quá rồi, nếu mà nói nữa thì các bạn sẽ rất là ngán nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Nếu các bạn có bất cứ cái thắc mắc hoặc là góp ý nào cho mình, các bạn vui lòng để lại comment phía dưới video để anh em chúng ta cùng nhau chém gió các bạn nha. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.